Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Và hôm nay Kỳ Lân xin phép review cũng như đập hộp chiếc đồng hồ Patek Philippe Nautilus 5712R. Và chúng ta sẽ cùng khám phá mặt trước của chiếc đồng hồ, công năng và cách sử dụng. Hiện tại thì chúng ta sẽ nhìn vào mặt chính và chúng ta sẽ thấy được là trung tâm có 1 kim, 2 kim, 3 kim, 4 kim, 5 kim. Trong mặt chính sẽ có cái vòng tròn kim dây, vòng tròn lịch và chỗ đây gọi là kim xăng. Giống như là kim xăng, đồng hồ này là đồng hồ báo trữ code, tức là thời lượng chiếc đồng hồ này sẽ trữ code được 48 tiếng. Và khi mà chúng ta dùng hết code thì nó sẽ trở về. Và khi chúng ta lên code thì cái kim nó sẽ chạy theo đúng cái năng lượng đó. Ví dụ như là bây giờ hiện tại mình còn gần 24 tiếng nè. Hoặc nếu mà code lên nhiều sẽ 36 tiếng nè. Hoặc code lên hết cỡ lên là 48 tiếng. Thì mình đeo, nếu như mình không đeo, mình cắt, mình để im một chỗ thì 48 tiếng đồng hồ sẽ đứng. Hoặc là ví dụ như là hiện tại mình để 24 tiếng, gần 24 tiếng đi, thì mình không đeo nữa, mình cắt thì qua 24 tiếng nữa đồng hồ sẽ ngay lập tức đứng và chúng ta sẽ lên code. Về phần lên code thì nếu như mình đeo thì nó sẽ tự động lên code. Nếu như mình di chuyển, mình cử động thì sẽ lên code. Còn nếu như mình không đeo thì mình muốn lên code nhanh hơn thì mình sẽ lên code tay. Và bộ máy cho chiếc đồng hồ Patek Philippe 5712 này là caliber 240 BSIRMCLU. Thì có nghĩa là trong cái bộ máy này ghi tên nguyên một dòng rất là dài, thì chúng ta sẽ phân tích ra là có chữ BS tức là kim dây nhỏ, IRM là báo giờ code, C là lịch ngày, LU là lịch tuần trăng. Có nghĩa là cái tên của bộ máy bên trong nó đã có đầy đủ hết tất cả những cái tính năng của chiếc đồng hồ này rồi. Ví dụ như là caliber 240 tức là bộ máy cho chiếc đồng hồ là 240 caliber. Rồi BS có nghĩa là kim dây nhỏ. Thay vì những chiếc đồng hồ khác thì cái kim dây nó sẽ nằm chung trục, chung cốt với lại kim giờ và kim phút. Nhưng ở đây, ở trên cái vòng tròn chỗ kim dây này sẽ ghi rất rõ chi tiết là 15, 30, 45 và 60. Một vòng như thế này là 60 giây. Và tiếp theo cái tên trong bộ máy có kèm theo luôn, đó chính là từ IRM. Tức là đây là cái giống như là gọi là kim xăng. Cái báo giờ trữ code là cho chúng ta biết là đồng hồ còn bao nhiêu giờ code nữa để mà chúng ta phải lên code, để nó giống như là năng lượng nó hoạt động. Và chữ C là lịch báo ngày, ở đây sẽ có từ ngày 1 đến ngày 31. Và LU là lịch tuần trăng. Lịch tuần trăng là ở trong này chúng ta sẽ thấy nè, cái biểu tượng nè. Nhiều quý khách đã dùng rất nhiều mẫu đồng hồ rất đắt tiền khác, trên 50 tỷ luôn, nhưng mà nhiều lúc chưa xài cái Nautilus này, chưa xài những cái tương tự này thì đôi khi lại không biết cách chỉnh lịch tuần trăng này. Vì vậy, lát nữa Kỳ Lân sẽ hướng dẫn chi tiết. Và bây giờ trước khi đến với phần sử dụng, điều chỉnh và chỉnh giờ, sử dụng lịch tuần trăng, lên code, chức năng sử dụng như thế nào, thì bây giờ mình sẽ cùng nhau khám phá xem bên trong hộp có gì nhé. Hộp sẽ là một hộp giấy bên ngoài như thế này, có chữ Patek Philippe Geneva, có dấu hoa thị, biểu tượng của thánh giá Calatrava. Trong hộp giấy chúng ta sẽ thấy điều đầu tiên, đó chính là một cái phần nhung, vải nhung được may vừa vặn với cái hộp bên trong. Và bây giờ chúng ta sẽ dỡ nhấc cái phần vải ra, chúng ta sẽ thấy ngay một sự bóng ánh đẹp kiểu dạng băng gỗ rất sang, rất sáng bóng. Và bây giờ mình sẽ nhắc luôn nguyên một bộ ra. Bên dưới hộp chính sẽ có một cuốn sổ Patek Philippe Geneva. Và bên trong này sẽ có sách hướng dẫn sử dụng nè. Và giấy khai sinh.
giấy khai sinh này rất quan trọng. Giấy khai sinh này không thể làm giả được, làm giả được là biết liền, nên là rất là quan trọng. Giấy khai sinh này rất quan trọng cho chiếc đồng hồ Patek Philippe chính hãng. Đây là thông tin giấy 5712R001. Đây, cái hồi nãy Kỳ Lăng nói á, cây caliber 240 BSIRM CLU. BS là cái kim dây nhỏ, là cái kim dây nhỏ này là nằm trong một cái vòng tròn có 10, 15, 45, 60. IRM là cái báo năng lượng trữ cốt nằm ở phần này. C là lịch ngày từ 1 đến 31 số này. Và LU là lịch tuần trăng. Đây, nguyên cái phần máy này đã ghi cho chúng ta biết là cái đồng hồ này có chức năng gì rồi. Nhìn đọc đây là chúng ta không cần nhìn đồng hồ cũng biết là chức năng của đồng hồ này là có như thế nào. Cái sách này thì mình không có cần quan tâm đến, mà mình sẽ quan tâm đến chính nhất là cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng này. Ở đây có nhiều ngôn ngữ mà mình chỉ quan tâm đến ngôn ngữ tiếng Anh thôi. Hiện tại là Kỳ Lăng đang sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh. Đây, khi chúng ta lật những trang đầu của cuốn sách ra, họ sẽ ghi rất rõ cho chúng ta về chi tiết cái đồng hồ này. Ở đây thì sẽ có 5 kim, và ở đây có những cái số thứ tự họ ghi làm dấu này, 1 nè, 2 nè. Số 1 là cái kim này là tương ứng với cái phần kim giờ. Số 2 là kim dây, và số 3 là kim dây nhỏ, là kim dây nhỏ nằm ra ở đây. Và số 4 là date. Date tức là ngày, tức là vòng tròn ngày từ 1 đến 31 này, vòng tròn này. Số 5, họ cũng ghi rõ số 5 và làm dấu đến điểm vị trí này là kim báo trữ năng lượng này, báo trữ năng lượng code. Và số 6 là cái lịch tuần trăng. Đây, lịch tuần trăng bên trong, rất rõ cái lịch tuần trăng nằm bên trong. Và bắt đầu qua cụm núm. Núm này thì sẽ có 3 cái chức năng. Số 0 này là ở vị trí đồng hồ đang hoạt động bình thường, không cần chỉnh gì cả. Khi chúng ta dặn ngược chiều kim đồng hồ, dặn xoay ngược kim đồng hồ thì ngay lập tức cái núm này sẽ bung ra một nắp. Gọi đó là nắp số 1. Và nắp số 1 này dùng để làm gì? Để lên có tay chúng ta khi dặn ra là dặn ngược chiều kim đồng hồ. Sau khi bung ra thành cái mức số 1 này thì chúng ta dặn theo kim đồng hồ thì sẽ lên có. Nói tới bước nào, mình sẽ thực hiện bước đó. Bình thường cầm chính diện như thế này, và chúng ta dùng cái tay dặn vào cái núm đây, và chúng ta dặn ngược chiều kim đồng hồ. Kỳ Lăng thao tác cái tay thật là chậm, dặn ngược lại nè, rồi đặt vào dặn tiếp, dặn đến khi nào chúng ta cảm nhận được cái núm này nó bật ra một nấc nhẹ, đặt vị trí vào, dặn nè. Đó, dặn ngược kim đồng hồ, đó nó bung ra, nó nghe cái cạch một cái mình biết ngay. Lúc này là mình bắt đầu chỉnh lên code bằng tay được rồi. Chúng ta lên code bằng cách là dặn ngược lại kim đồng hồ. Thì lúc này chúng ta sẽ nghe máy rót rét của bộ code đang lên bằng code tay. Nghe âm thanh rất rõ. Dặn theo chiều kim đồng hồ. Rồi, sau khi chúng ta dặn ra ngược kim đồng hồ và đang ở chế độ vị trí số 1 là vị trí lên code, bây giờ chúng ta kéo ra một nắp nữa để nó bung thành nắp số 2 nè. Ở số 0 là đang dặn bên trong có lò xo, búng ra bước số 1. Từ bước số 1 chúng ta giữ nguyên vị trí bước số 1, chúng ta kéo ra một bước nữa. Chúng ta sẽ kéo ra. Đó, nó kêu có tập một cái nữa. Khi mà cái núm chỉnh giờ này ở vị trí số 2 rồi thì chúng ta bắt đầu chỉnh giờ. Và chúng ta dặn chỉnh giờ là theo chiều kim đồng hồ. Đến ví dụ như đến vị trí giờ mà chúng ta xem là chuẩn đúng rồi thì
Lúc này chúng ta sẽ nhấn vào. Một cái lưu ý là không giống như một số đồng hồ khác, là khi chúng ta điều chỉnh cái nấm này ở vị trí mà điều chỉnh giờ, vị trí ví dụ như là đây vị trí số 2 điều chỉnh giờ nè, thì cái kim dây này sẽ đứng lại. Không có. Mẫu này Patek Philippe Nautilus 5712R này, dòng này là mặc dù rút cái nấm ra để điều chỉnh giờ rồi nhưng kim dây vẫn chạy. Rồi sau khi chạy đúng giờ chúng ta mong muốn rồi thì chúng ta chỉ việc lấy tay nhấn vào, rồi lúc đó chúng ta xoay chắc chắn là sẽ không vào, bởi vì chỉ là lên code thôi. Tại vì khi mà ở từ vị trí sai mình nhấn lại vào thì nó lại đang ở vị trí số 1. Nấm đang ở vị trí số 2 thì chúng ta nhấn vào một cái thì cái nấm sẽ nằm ở vị trí số 1. Vì vậy chức năng vẫn là vị trí số 1, vẫn là lên code thôi. Vậy muốn vặn vô thì phải làm sao? Muốn vặn vô thì chúng ta sẽ lấy cái tay nhấn tiếp mồm vào để chúng ta cảm thấy được có cái độ đàn hồi, độ nhúng ở trong, độ lún vô. Lúc đó chúng ta tì nhẹ vào và dặn theo chiều kim đồng hồ. Rồi ngay lập tức để khóa lại cái nấm này chặt rồi. Và khóa lại như thế này rồi thì sẽ chống được nước ở độ sâu 60m. Và riêng một số mẫu khác như là Rolex hoặc là Hublot hay là một số dòng Patek Philippe khác thì sẽ có độ sâu nước khác nhau, nhưng riêng mẫu này là được 60m. Cuốn sổ thôi mà chúng ta thấy cũng giá trị ha. Bên trong được làm từ nhung hết màu nâu. Tiếp đến là cái hộp chính. Phải dỡ cái khăn nhung ra, cái bọc nhung ra. Đó luôn. Đây, ngay cái nắp hộp này cũng vậy. Đây là cái nắp hộp. Và nắp hộp có cái khóa này, và cái khóa này cũng được Patek Philippe sử dụng trong rất nhiều những mẫu trước, là cái khóa này dùng để mà làm khóa dây. Thì hiện tại là bây giờ mẫu Nautilus này thì dùng khóa bướm khắp gập làm hai như thế này. Còn đối với một số dòng cũ đời trước đây á, thì đa số là dùng cái biểu tượng này làm cái khóa dây cho đồng hồ Patek Philippe. Và rất nhiều clip khác về đồng hồ Patek Philippe những đời này có khóa này, Kỳ Lăng đã review trên kênh YouTube của Kỳ Lăng cũng như là trên các nền tảng mạng xã hội cũng như trên website của Kỳ Lăng rồi. Bật ra rồi giờ nắp lên. Một cái sản phẩm cao cấp, một sản phẩm đẳng cấp, giá trị thì bắt buộc là bất kỳ chi tiết nào từ hộp giấy, hộp trong, phụ kiện kèm theo, bất kỳ cái gì từ cái sổ giấy khai sinh hay gì chúng ta thấy đều chất lượng hết, bởi vì đó là sản phẩm cao cấp. Cái độ hoàn thiện, hoàn mỹ, hoàn hảo phải là ưu tiên số 1. Thơm quá trời thơm luôn. Và trong cái cục này sẽ có một cái vật ấn tượng nữa xuất hiện. Đây là cái vật dùng để điều chỉnh lịch tuần trăng cho chiếc đồng hồ Patek Philippe này. Chúng ta sẽ lấy ra. Đây, giống như một cái bút, cái viết gì á, vẫn có đầu hoa thị của Patek Philippe và có một cái đầu nhọn nhỏ. Bình thường thì những chiếc đồng hồ khác như là Hublot, Rolex, Audemars, vân vân, những cái hãng đồng hồ về xa xỉ phẩm lớn trên thế giới, chúng ta thấy rồi, nhưng mà đôi khi và thậm chí là chưa thấy cái đồng hồ có thêm chức năng này. Cụ thể là hai bên hông của cái đồng hồ này chúng ta sẽ thấy có một cái lỗ chốt nhỏ nè. Bên này cũng vậy, mỗi bên một cái. Và bây giờ chúng ta sẽ chỉnh bên trái trước nha. Bên trái nhìn chính diện cái lịch. Ở đây sẽ có một cái chi tiết rất là nhỏ khớp với cái phần đầu của cái vật này. Chúng ta sẽ ráp vào, để vào ngay vị trí và chúng ta dặn tập. Mỗi cái tập là mỗi cái ngày nhảy lên. 30 nè, 31 nè, mùng 1 nè, mùng 2 nè, mùng 3 nè, mùng 4 nè, mùng 5 nè, mùng 6 nè, mùng 7 nè, mùng 8 nè, mùng 9 nè, mùng 10 nè, 11 nè, 12 nè, 13 nè. Chúng ta sẽ lấy kỹ nha. Vì vòng tròn quá nhỏ nên là ở đây hãng họ sẽ làm theo kiểu là ngày lẻ và ngày chẵn thì họ bằng một cái chấm. Ngày lẻ nè, 1 nè, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Giữa cái số
lẻ với nhau thì sẽ có số chẵn bằng dấu chấm. 1 nè, chấm là 2 nè, 3 nè, chấm là 4 nè, 5 nè, chấm là 6 nè. Rồi vậy thì bên phải của chúng ta là gì? Xin mời tất cả quý khách để ý kỹ chỗ cái lịch tuần trăng này. Và Kỳ Lan sẽ dùng cái vật này để nhấn vào. Vẫn là tập. Và chúng ta thấy không? Cái sau lộ rõ luôn. Lộ rõ, và bây giờ Kỳ Lan sẽ đánh tập cho tới khi nào hiện ra cái vòng tròn của mặt. Đó. Rồi ra nguyên cái vòng tròn rồi. Rồi tiếp tục cho vòng tròn đi để qua tới phần sau. Nhấn thả thôi, rất đơn giản. Để mà mình chỉnh đúng cái lịch tuần trăng trên chiếc đồng hồ Patek Philippe này thì mình sẽ vào cái trang web trang chủ patekphilippe.com. Sau đó mình vào phần này trên trang web Patek Philippe, làm thế nào để thiết lập chỉ báo tuần trăng, thì mình sẽ vuốt của bên này mình thấy là có lịch trăng tròn từng năm, mình sẽ chọn cho đúng. Còn nếu như mình muốn chỉnh nhanh đúng cái ngày mình muốn luôn, đúng cái ngày tháng năm mình muốn luôn, thì mình sẽ chọn nhanh ở đây tháng ngày năm, mình chọn đúng. Ví dụ như mình chọn tháng giêng ngày 10 chẳng hạn, rồi năm 2022 chẳng hạn, xong mình tính toán. Sau đó sẽ ra cái hình ở đây, chúng ta sẽ chỉnh cái lịch tuần trăng trên chiếc đồng hồ này y chang cái hình này là đúng, là chuẩn. Bây giờ mình sẽ chọn một ngày khác nha, mình chọn tháng 4, mình chọn ngày 12 tháng 4 năm 2022, xong mình bấm nút tính toán thì ngay lập tức cái lịch này sẽ thay đổi, thì mình sẽ chỉnh cái lịch tuần trăng trên chiếc đồng hồ này phù hợp với hình này. Rồi cụ thể bây giờ mình sẽ chọn cái ngày ngày tháng khác, tháng 7, ngày 28, đúng ngày 28 rồi 2022, bấm nút tính toán, ngay lập tức nó sẽ hiện ra như thế này. Mình chỉnh trên cái đồng hồ lịch tuần trăng y chang hình này là đúng. Kỳ Lan sẽ chọn tháng 12 đi ha, tháng 12, ngày 12 tháng 12. Rồi là ba cái hình sau và một cái hình tròn, mình sẽ chỉnh tiếp. 1, 2, 3. Đây, y chang, đúng hình luôn. Là ba cái hình sau, một cái hình tròn. Đây. Ba hình sau, một hình tròn. Ba hình sau, một hình tròn. Và nói về dòng Nautilus thì chắc chắn tất cả những ai đang đam mê chơi đồng hồ xa xỉ, đồng hồ cao cấp, đồng hồ chính hãng đều biết đến. Và Nautilus là những chiếc đồng hồ rất là công phu, và đặc biệt là được lấy ý tưởng từ đại dương, từ con thuyền, từ ô cửa sổ, từ cái nền của cái con tàu để tạo nên chiếc đồng hồ này. Và dòng Nautilus là những sản phẩm đỉnh cao trong ngành đồng hồ cao cấp chính hãng. Và nói đến Nautilus thì chắc chắn rằng sẽ biết được những cái đồng hồ Nautilus hầu như là những bản rất giá trị và vô cùng đặc biệt. Và những yếu tố trong chiếc đồng hồ này cũng được lấy từ cảm hứng từ nội dung và trong cái cuốn tiểu thuyết Hai Vạn Dặm Dưới Biển, về đại dương, về những gì ngoài khơi. Ví dụ như là cái hình bát giác này lấy theo từ cái cửa sổ của khoang tàu, của con tàu, và cái nền mặt của mặt đồ này là có những cái sọc ngang nổi và chìm cũng lấy từ mặt sàn của con tàu. Và mục đích chiếc đồng hồ này ra đời cũng nhằm mục đích là phục vụ cho việc làm việc trên biển, lên đên trên biển, công việc trên biển. Bởi vì ở đây cũng có một cái chức năng nữa, đó là lịch tuần trăng, để mà mình có thể dựa vào cái lịch này mình có thể canh được là lúc nào nước lớn, lúc nào lúc nước xuống các kiểu, thì mình có thể dựa vào cái lịch tuần trăng này. Và hiện nay cái lịch tuần trăng này cũng là một cái điểm nhấn để tạo thành sự thời trang cho chiếc đồng hồ này, bởi vì chắc ít dùng đến tính năng này. Thường thì những chiếc đồng hồ thể thao khác nó sẽ hầm hố hơn, nhưng đây là một chiếc đồng hồ thể thao thanh lịch, hầu như duy nhất chỉ có mẫu này là mẫu đồng hồ thể thao thanh lịch. Còn lại những mẫu khác hoặc là những dòng sản phẩm khác của những hãng khác thì họ sẽ thiên nghiêng về một cái chức năng nào đó chính, ví dụ như đồng hồ dành cho thể thao hoặc là đồng hồ thời trang khác. Nhưng đối với mẫu này
của đồng hồ Patek Philippe này, 5712 này, thì đây là một mẫu dòng đồng hồ thể thao thanh lịch. Và toàn bộ thân vỏ đều được làm từ vàng 18, kể cả phần khóa bướm cũng được làm từ vàng 18. Và đặc biệt bây giờ đến cái vấn đề chính là bên trong bộ máy. Và phần sau của chiếc đồng hồ Patek Philippe này, chúng ta sẽ thấy phần trong suốt lòng kính. Và chúng ta nhìn vào trong sẽ thấy ngay cái điểm nhấn đầu tiên, đó chính là cái mini rotor này. Và trên cái mini rotor này sẽ có một cái dấu hoa thị. Và đây cũng là cái biểu tượng thánh giá Calatrava. Biểu tượng này thể hiện biểu trưng cho sự sức mạnh. Và không thể thiếu cái mọc hai chữ B Patek Philippe. Này là cái mọc được chứng nhận là đồng hồ đã hoàn thiện, hoàn hảo và đủ tiêu chuẩn của đồng hồ cao cấp chính hãng Patek Philippe. Cái biểu tượng đóng mọc danh giá hai chữ B này. Và những chiếc đồng hồ giả thì không thể nào làm được chiếc mọc này. Đây là chiếc mọc có màu sắc 7 màu, khi chúng ta nhìn vào có cái chuyện là BBC nè, hoặc là chuyện 750 nè, cái căn và ghi trong đó cái căn là 750, và cái chuyện đầu chó. Thì những cái chuyện này là để chứng nhận được đồng hồ đã đủ kiểm định xong và đóng mọc vào mới được xuất đi. Ở phần cái khóa cũng vậy, cũng được đóng đầy đủ những cái chuyện từ ao 750, căn và đầu chó. Và bây giờ cùng Kỳ Lăng dùng máy để mình soi những cái chuyện này. Và những cái chuyện này là giả không được. Giả là mình nhìn sẽ biết ngay. Bởi vì những cái chuyện này không phải là khắc CNC, mà đây là những cái chuyện mà đóng chống giả, gần như là gọi là tuyệt đối luôn, không có ai giả được. Bởi vì khi những cái đồng hồ của Thụy Sĩ này khi đã hoàn thiện thì hãng sản xuất đó, họ không phải là người kiểm định đóng những cái mọc này, mà họ sẽ đem những cái trung tâm được chứng nhận để cấp phép, và họ sẽ đóng những cái mọc tiêu chuẩn là đồng hồ này đã hoàn thiện, hoàn hảo và đã được đủ an toàn, đủ hoàn thiện, đủ theo yêu cầu để mà xuất đi bán ra ngoài thị trường. Đây là cái hình cái căn, và trong cái căn sẽ có cái 750, cái chữ 750. Không phải là khắc laser mà dập đóng ở một cái lực tuyệt vời từ cái vật để mà đóng được cái mọc này, cái chuyện này rất là rõ nét. Những cái đồ mà khắc laser lên, khắc lên là mình nhìn một cái là mình biết ngay. Mà để coi rõ nhất thì phải bắt buộc dùng những cái máy chuyên dụng như thế này để chúng ta xem rất rõ cây căn, và trong đó có chữ 750. Và đến cái chuyện thứ hai là chữ BBC rất là rõ nét. Và cái chuyện thứ ba là đầu chó. Đây, nhìn theo vậy nha. Cái đầu nè, cái lưỡi nè, cái mõm nè, cái mõm nè, cái mũi nè, con mắt nè. 750, 750 rất rõ, một cái chuyện 750 rất rõ nét. Rồi giờ chúng ta nhìn bên trong máy. Đây là cái chứng nhận của Patek Philippe. Đây là cái chứng nhận BB. Chứng nhận cái đồng hồ Patek Philippe này là chuẩn, cái chứng nhận danh giá này. Và chúng ta sẽ nhìn thấy 7 màu ở đây. Những cái đồng hồ bản thường, bản khác, những loại bình không phải của hãng sẽ không thấy được cái sự 7 màu đó. Và những chân kính Patek Philippe Geneva Swiss. Đây, dây tóc. Cái mini router hình bán nguyệt cũng có cái hoa thị. Cái hoa thị này hay còn gọi là cái biểu tượng của thánh giá Calatrava. Kể cả phần khóa này, phần khóa cũng rất là đầy đủ luôn, chi tiết luôn. Cùng có bốn cái chuyện BBC nè, AO 750 nè, căn 750 nè, và đầu chó. Và giờ Kỳ Lăng sẽ xem kỹ một chút xíu. Rất rõ nét. Patek Philippe chính hãng 5712R001 này có kích thước size là 40. Và cách đo size của mặt đồng hồ Patek Philippe chính hãng Patek Philippe 5712R001 này là mình sẽ đo từ mặt ngoài, miếng ngoài vị trí cọc số 10 giờ ngay đây.
và chéo đến vị trí 4 giờ. Vâng, và như vậy video clip Kỳ Lân giới thiệu về chiếc đồng hồ Patek Philippe 5712R001 chính hãng đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lân trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury. Và hãy ủng hộ Kỳ Lân bằng cách subscribe, đăng ký kênh YouTube của Kỳ Lân cũng như là like, theo dõi trang TikTok, Facebook của Kỳ Lân Luxury để cập nhật, để xem nhiều video hấp dẫn về những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao trong thời gian sắp tới. Hoặc là quý khách có thể truy cập trực tiếp vào website kylanluxury.com để xem những danh mục, những sản phẩm mới nhất của Kỳ Lân Luxury. Hoặc kết nối qua Zalo cũng như là gọi số hotline 0901 247 247. Đội ngũ chuyên nghiệp của Kỳ Lân Luxury sẽ phục vụ tất cả sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao đến với tất cả quý khách hàng thân yêu. Xin thân ái, kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Kỳ Lân Luxury, đẳng cấp, sang trọng, thượng lưu.